Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp phát lệnh khởi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Đây là công trình thuộc tuyến đầu của dự án cao tốc Bắc Nam. Dự án được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ tạo ra bước đột phá trong hệ thống giao thông vận tải của nước ta. Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên đến trên 930 triệu đô la Mỹ. Với tổng chiều dài 55 km được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với tốc độ lưu thông xe là 120 km/h. Kế hoạch thực hiện dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng đường 4 làn xe, giai đoạn 2 sẽ mở rộng lên đến 8 làn xe. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 32 tháng. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây có ý nghĩa rất quan trọng, nối liền đại lộ Đông Tây và tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Dự án sau khi hoàn thành sẽ là tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai nói riêng, khu tam giác kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ nói chung. Thủ tướng nêu rõ, một trong những khâu đột phá có ý nghĩa quyết định đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại đó là phải tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, trong đó xây dựng các tuyến đường cao tốc. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, chủ đầu tư, nhà thầu cùng các địa phương liên quan phải phối hợp chặt chẽ, hết sức nỗ lực triển khai thi công đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đã cam kết.